rồi một chiều riêng mình Thái tử. Ngài đã nhìn tư lự tính toán, trên hiên sẵn có cung đàn, gia du bèn lấy đặt ngang cửa vàng, để mặc gió rì rào di dương. Đàn bỗng ngưng phóng dựng lâm ly, nhưng đây gió đã nói gì cùng ai. Ôi muôn dặm phong trần đêm ngày phiêu bạc, ôm biết bao quốc nghèo mong ngày mong ngày thấu được. Công nương bừng dậy, thuật lại điềm vừa thấy chim bao. Hiền nhân muôn điều tiếng gào, đang kêu thái tử nghẹn ngào tiếng cò trăng trống trên ngàn xôn xao, và chiếc áo cắm bào rơi lại như giá từ trao đại dương gia. Thank you.
Thái tử ơi,
chàng đã đi rồi. Tình đã đa chàng ơi, thiếp đã biết chàng sẽ ra đi tầm chân lý. Thiếp đã nhờ xa nặng chuẩn bị sẵn. Sau khi rời khỏi hoàng cung, thái tử đã ra đi tìm ra chân lý, mở ra ánh đạo từ bi. Hiệu của ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật đã đem ánh đạo vào đời đời Phật pháp trần gian lưu truyền, chúng con trên khắp mọi miền nguyện tu theo Phật thoát luân hồi trầm luân. Nương về ánh đạo từ bi,